em ơi. Thì anh em mình ra mình tiếp tục chiến anh em. Mà mới đặt máy rồi xong mà giờ mưa tới nữa anh em ơi. Anh em coi bầu trời. Hôm nay ở chỗ mình nó vịt người ta chạy đồng về đây người ta ăn quá trời rồi nè. 2-3 trại vịt luôn. Mưa tới nữa anh em ơi, bầu trời quá trời âm u mù chuyển rồi anh em ơi. Đêm nào cũng như đêm nay anh em ơi, hai đêm nay mình không ra chiến thì chiều là nó mưa miết tới khuya luôn anh em, mình làm biến ra lắm. Bữa nay thấy buổi chiều nó mưa trẻ nè, mình ra bây giờ cũng chuẩn bị mưa tới nữa anh em ơi. Mới đặt mấy rẻ rồi với cò cốt rồi, thấy dính được 2-3 con rẻ vậy rồi anh em ơi. Mới đặt vô cũng dính được 2-3 con rồi. Trời ơi, em là cũng có lý nè, thấy rẻ nó về đậu bãi cũng nhiều anh em. Rồi để chúng nó thăm rẻ có gì đó, mình quay tiếp cho anh em xem nha. Gì vậy? Rẻ nó đen hồi nó quạnh lại. Má nó. Cái gì nó nằm đó. Còn cốt anh em ơi. Cốt mới đâm luôn anh em ơi, còn con nó nằm gần bãi mà mình đi xuống nó quấn hồn nó bay ra rồi anh em. Trời mới đứng gió lại luồng mây đi qua rồi anh em ơi. Luồng mây qua có khả năng đêm nay không mưa nghe anh em. Cũng hy vọng là nó không mưa nhưng mà vẫn còn mù lắm anh em ơi. Đó. Rồi một em cò cốt anh em. Trời cũng vẫn còn sáng lắm anh em ơi. Giấc này cũng chưa. Mà giấc này khoảng 6 giờ anh em ơi. Rồi. Có gì đó mình quay tiếp cho anh em xem nha. Nằm ngay giờ hai anh em mình đi thăm lưới rẻ anh em ơi. Mình để cái điện thoại mình nó có bọc kiến chắc mình quay nó hơi mờ anh em. Thấy nó màn hình nó mờ. Anh em nó có hơi mờ anh em thông cảm nha, trời nó đương mưa nó phùng anh em ơi. Thì tại điện thoại mình nó bị ướt nước hết nặng rồi anh em, bây giờ nếu mà ướt nữa là hư điện thoại luôn anh em ơi, nên là không bây giờ không dám lấy ra ngoài anh em. Rồi giờ ra gần tới lưới rạng quá trời đây anh em ơi. Không biết thấy rõ không chứ trong cái điện thoại thấy mà màu quá. Rồi để ngày mình gỡ cái này của mình quay thì mấy con này cho anh em xếp nha. Đây nè anh em ơi. Đó. Một con nữa, hai con nữa nè. Rồi con này rớt cái nước. Ướt mềm luôn anh em ơi. Rồi về cái khoảng này không năm chú anh em. Nè. Con này rớt cái nước luôn. Ướt nước nằm ướt mềm luôn. Bốn chú anh em, đàn chú nó năm chú anh em. Anh em ơi. Rồi một tay 50 mét thì được 5 con anh em. Anh em nó gỡ đi mình chưa biết. Mình có 200 mét lưới rã anh em. Giờ đi ra 50 mét ngoài coi. Rã mình đương đánh 2 tiếng anh em. Đánh 2 tiếng 2 máy. Thì bây giờ mấy loại chim kia mình chưa đánh anh em. Bây giờ mình ra mình thăm lưới rã rồi mình tắt máy rã rồi mình vô. Đi máy rồi đánh quắt hoặc đánh gà đánh trích nha, thì cũng phải lựa để coi con nào cái khả năng đêm nay nó đi rồi mình đánh. 50 mét này không dính luôn sao mà thấy em ru rồi nha mà.
năm chục mét này không dính con nào. Tiếp tục nha anh em. Thì nói chung thấy cái tay lưới đó được 5 con là thấy cũng ngon rồi anh em ơi. Tại mưa phùng 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 thì chim nó cũng chịu hơi gió nữa, chim nó cũng đi yếu xong thấy nó nằm bãi với lại nó cũng bay lặn 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 cũng nhiều đó mà thấy nó không đâm thôi. Quá dính do dính dưới cỏ rồi anh em ơi, dính dưới cỏ không đâm được dưới này, nó không dính này. Thấy dính là đèn con thì về luôn. Đây nè anh em ơi, dính này dính đèn con này anh em. Rồi tiếp tục nha anh em, còn có dính con này nữa. Đây chuẩn bị 50 mét nữa nè, dọc mét này có thứ dính được mấy con này. Có điện thoại muốn hết thấy đường anh em. À đây con nữa anh em ơi. Rồi được là được 7 con rồi đó anh em ơi, 7 con nữa. Đây thứ dính 2-3 con nữa nè. À chỗ đây 3 con luôn anh em ơi. Đó anh em thấy nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Chỗ này không 3 con với đường đen con nữa là 4 con với nãy điểm 7 con đó là 11 rồi đó nghe nè. Đen con nó nè nè. Nó còn nữa nè nè. À chỗ này thấy xà lứ lại nè nè nè. À ngon rồi anh em ơi. Đây 2 con nữa nè anh em ơi. Đây 1 con nữa anh em ơi. Chỗ đó 1 con nữa nè anh em. À, bên đó còn nữa anh em ơi, thấy mình đó còn không biết mấy con. Nãy 7 với 4 là 11, 1 với 2 là 13 nha anh em, 13 với đây còn nó là 14 nè. Con này đâm trên cao quá nè. Rồi tổng cộng được hết luôn 14 rã anh em. Ok cái mình gõ tiếp nghe anh em, sáng có gì mình vô mình báo cáo kết quả cho anh em coi nha. Thì mình còn đánh từ sáng nữa nghe anh em, khoảng 4 giờ sáng là mình đánh tiếp nữa. Rồi bây giờ mình mới gõ rẽ dùng vô rồi anh em ơi, giờ đi tiếp tục đi thăm lưới nhát này nè, cô cốt nha. Thì cô cốt hồi chiều nó cũng có đâm một con rồi đó nè, nãy giờ cũng gần tiếng hồ là mình chưa thăm lại nè. À, thấy dính đây ngay mà nè anh em ơi, em đâm tơ tuốt diện trên luôn nè anh em, một em nghe anh em, chỗ này 2 em luôn anh em ơi. Ờ đây 2 con chỗ luôn anh em ơi. Cái chỗ đó làm sao mà nó sắn lại kìa. Này có con dơ nè. Dơ hả? Ừ. Mạng dơ chắc lộm lỗ. Đây 2 con nữa nè anh em ơi, là 3 con anh em ơi. Để em đi dài dài ở đây thì có còn con nữa nghe anh em. Hồi nãy mình ra mình thăm cò cốt cũng còn kêu ở ngoài quá trời nghe anh em. Cái này để mình giờ mình thay tiếng vô mình đánh chim khác, còn nó sáng sớm mình đánh nữa nha anh em, sáng cỡ 4 giờ mấy 5 giờ là mình bật máy nó nữa, tại vì giấc này tối trời rồi nó không đi nữa đâu, tối trời lại là nó không đi, nó đi được chết chập dần dạng rồi anh em ơi. Bây giờ mình thay tiếng, giờ mình đánh gà qua đánh quắt rồi anh em, máy rẻ mình cũng tắt luôn rồi.
Rồi. Có thành quả gì nữa các mình quay tiếp cho anh em xem nha. Bây giờ mình tắt máy cái mình sửa sơ ba lưới lại anh em ơi. Thằng em nó đừng gỡ chim mấy con chim nữa. Rồi anh em ơi, sáng rồi anh em ơi. Sáng giờ xuống coi thứ mấy cái cốt có dính con nào không nè. Đêm nay trời chỉ chuyển thôi chứ không mưa nữa anh em ơi. Trời chỉ kéo mây chuyển. Không mưa. Mình đêm mình đánh quắc đánh gà đó nè. Quắc đêm hôm đi cũng được anh em. Thì vậy 8 con mình bắt được 6 con, 2 con sẻ nha. À đây chính là em cò cốt đây anh em ơi. Cò cốt anh em ơi. Mình chỉ mở rẻ mở cò cốt đầu hôm với sáng sớm nha anh em. Còn giấc đêm mình đánh con gà quắt rồi chứ mình không có đánh đêm rồi nè. Sáng này cò cốt ít đi chứ đêm hôm nó cũng... Đêm hôm nếu mà không dòng gió chuyển là nó cũng đi nhiều lắm nha. Đêm hôm cũng được 6 cái con vậy anh em ơi. Rồi giờ ra thăm lưới rã anh em ơi. Thấy dính cũng bận bộn nữa anh em ơi. Chắc cũng được chục con vậy anh em ơi. Con bồ cá có thấy gác nữa nè anh em ơi. Mình tính chợ chiều cho nó, mình dán keo lên đầu sào luôn anh em. Mình bắt nó cho mình đập chết mẹ. Thì ghét quá. Sáng là chuyển mưa nữa anh em ơi. Đang chuyển tới nữa. Để đó mình chơi chiêu nữa nha anh em. Dán keo lên đầu sào là cho mày đậu lên nha. Thấy đếm trước mắt sơ cũng được chục em vậy anh em ơi. Quá hay, ná lưới quá hay anh em ơi. Trước này sáng thấy lưới ná trần anh em ơi. Đây một chú anh em ơi. Chú ơi, con này muốn lọt cái gì? Lọt không? Rồi một chú anh em, để mình đi liếm sơ sơ vòng vòng thôi coi được nhiều con anh em. Tấm này được nhiều con mà không biết nó hoàng lưới quá trời luôn anh em ơi. Này lưới này dùng quá dùng mà sao mà có thấy có hai con này mà nó hoàng lưới sắt đất luôn. Rồi em thứ hai anh em ơi. Em thứ hai anh em. Thứ ba này mà rồi thứ ba à, đây ngày nó em thứ tư anh em ơi. Năm chục quét này được 4 em anh em. Chỗ này có hiện tượng dính chim sao mà nó xảy gì anh em ơi, dướng qua cỏ trời gì anh em ơi. Dướng cỏ quá nó dậu ra được anh em ơi. Rồi. Đây anh em nữa nè anh em ơi. Rồi 5 em nha. Ôi trời nó nằm rồi.
nằm gần loa phía ngoài không anh em ơi, nằm. Ồ sáng nó bay ra quá trời luôn anh em ơi, bay ra nó kêu quá trời luôn. Sáu ngày này, em thứ sáu ngày nè, thứ sáu ngày bảy tám chín ô có cái anh em ô làm ngay cái máy trên không nè. Rồi, đây con với bên kia con nữa là tổng cộng 11 con anh em ơi. 11 con không à? 11 con à. Nằm ngoài quá trời luôn. À, nàng có là phía bên đây không? Rồi để bây giờ mình tắt máy mình gọi cho em tiếp rồi mình chuẩn bị về anh em. Chút mình vô trong trại cái mình báo kết quả anh em coi nha. Anh em ơi, thành quả đêm hôm của mình anh em ơi. Giờ đó mình quay kết quả cho anh em. Chết mẹ hết 4 con rồi. Ba con kia nó chết hồi đêm hôm mình liền bỏ rồi. Bây giờ nó mới chết một con nữa nè. Con cò này mổ lủng tay luôn rồi. Rồi có một con cò lên đường nữa. Sáu quất anh em ơi, sáu quất nè, ta về tám quất này bắt được sáu quất anh em ơi. Đêm hôm mình sảy hai con anh, mình chập sảy con còn em chập sảy con nữa anh em ơi. Sáu quất anh em, khoảng cò cốt để dùng đó mình khoảng được 30 con nữa anh em ơi, có đây được 4-5 cò nữa anh em ơi, cò mình không có đánh mình tự nó dính thôi. Kết quả đêm nay cũng tạm ok anh em ơi. À, đêm trước đó trời nó mưa quá mình không có ra đánh được. Đêm hôm nay mình ra tới chỗ được rồi nó vẫn chuyển mưa nữa nhưng mà mưa nhỏ anh em. Mưa nhỏ rồi khi thia lại nó trong trời lại. Quất nó đi mạnh anh em. Tối về con mặt lem nằm ngay lo đó mà mình chụp nó quý y quá anh em ơi, chập cái nó nằm nó đi tới đi lui hai ba dạo cái mình tưởng nó ăn đàn rồi. Chập cái nó tấn lên cái bay vô lưới nó chưa lọt đồng rớt xuống mương luôn. Rồi giờ bỏ chim vô về đi về anh em. Bán gì nữa anh em ơi. Rồi mình
cũng xin kết thúc video tại chỗ này luôn anh em. Hẹn anh em video ngày mai nha. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Rõ, rõ.